chiều ngày 15 tháng 1, câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ để thua Nam Định với tỷ số 0-3 ở trận Duân V-League 2021. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có những phàn nàn mặt sân Thiên Trường. Thuyền trưởng của đội bóng thủ đô cho rằng phía Nam Định đã tỉnh chơi xấu, tưới nước làm ướt sân. Hôm qua chúng tôi tập luyện, mặt sân vẫn rất đẹp. Nhưng hôm nay thi đấu thì sóng nước. Tôi không bất ngờ với chuyện này bởi mùa trước đá ở đây, chúng tôi đã chủ nhà sẽ tưới nước. Chuyện này cũng bình thường. Đối thủ muốn làm thế để phá chơi của Hà Nội, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói. Mặt sân như vậy không đáp ứng được yêu cầu, rất khó để có thể phối hợp nhóm. Mọi người có thể thấy ngay đầu trận các cầu thủ bị trơn trượt, ngã, hỏng bóng nhiều, huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội nói thêm. Ở trận này, Hà Nội Fan Club không thể phát huy được lối chơi ban bật sở trường bởi sân trơn trượt dù trời không mưa. Trong khi đó, Nam Định triển khai lối chơi phọc phản công và ghi được hai bàn thắng trong hiệp 1 do công của Glamour và Jordan Eagle. Hà Nội cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương mà phải nhận thêm bàn thua trong thời gian bù giờ của hiệp 2. Dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận Hà Nội thua đậm do các cầu thủ chơi không tốt. Chúng tôi nhập cuộc không tốt bằng Nam Định. Chúng tôi thiếu máu lửa. Sau hai bàn thua, các cầu thủ không duy trì được tinh thần. Jovan và Bruno chưa thực sự hoành. Van Quyết không đảm bảo thể lực, hầu như thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi đôi. Vừa qua cậu ấy đi nhận quả bóng vàng nên cũng di chuyển nhiều. Lý giải về việc sử dụng Đình Trọng, cầu thủ có trận đấu đầu tiên tại V-League sau 17 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói, Đình Trọng mới đạt khoảng 50-60 phong độ. Nhưng tôi không có lựa chọn khác. Thành Trung và Duy Mạnh đang đau. Tôi chỉ Đình Trọng hay Văn Tới đá cặp với Việt Anh. Tôi chọn Đình Trọng vì muốn quẹ làm quen trở lại với nhịp thi đấu. Trong khi đó, khi được hỏi về việc mặt sân Thiên Trường bất ngờ bị ướt và trượt trượt, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ của Nam Định cho biết, sân ướt chắc chắn không phải chủ đích, chúng tôi cũng không quen. Đây là khó khăn chung của hai đội. Cầu thủ của tôi cũng trượt chân, ngã, mất bóng nhiều.